Và câu hỏi của thí sinh Trần Thị Ngọc Trinh là: bạn có nghĩ mình là người đẹp nhất trong các thí sinh đêm nay không? Dạ, trước khi trả lời câu hỏi của mình, em xin kính chào tất cả ban giám khảo và toàn thể quý vị khán giả. Câu hỏi của em là gì em quên mất rồi. Bạn có nghĩ mình là người đẹp nhất trong các thí sinh đêm nay không? Dạ có. Câu trả lời hơi ngắn, bạn có thể trả lời thêm một xíu nữa được không? Dạ, nếu em không nghĩ em là người đẹp nhất trong cuộc thi này thì em đi thi làm gì? Tại vì đi thi tốn thời gian và tốn tiền lắm, nên là nhắm nhắm có giải thì em mới đi thi. Chứ thi xong mà không có giải thì đổ nợ chết luôn á. Em xin hết ạ. À.